Rồi các bạn ơi, hôm nay mình quay cái nhà máy của anh Pháp này các bạn, mình review cái nhà máy của anh Pháp cho các bạn xem nha các bạn. Nhà máy này là nhà máy cấp 1 nha các bạn. Lắp ráp cái nhà máy không là 65 triệu. Rồi để chạy nhà máy này chạy màn hình bằng điện. Để mình quay cái cục điện cho các bạn coi nha. Đó các bạn thấy hai cục điện không? Khoảng cách hai cục điện là 5 thước là xuống cái cục điện với cái bình 25 đó là 95 đến 100 triệu nha các bạn. Rồi từ cái cục điện kéo về tới cái nhà máy này là 5 triệu nữa. Nhà máy thì nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi hết nha các bạn ơi. Đó đây nè, cái này là cây này rồi để mình kéo motor mình chở lúa lên này nha các bạn. Đó, đó. Đó. Cái này là mình đem lúa từ ở dưới bến lên. À. Rồi, để mình quay cái motor rồi. Cái motor này chạy mấy người vậy chị? Đây là cái motor để vận hành cái nhà máy này nha các bạn ơi. Motor này quá trời bự luôn mà mình không biết motor là cỡ mấy nữa. 75 ngựa hả? Chị nghe nói 75 ngựa hả? Dạ. Đây là cái thông số của cái motor này mình cũng không biết đọc làm sao nữa. Nó hơi bị mờ. Cái thông số của motor này. Số nó bị mờ quá nhìn hết ga. Cái này 45 kW. Motor quá to luôn. Motor này là vận hành nguyên cái nhà máy. Rồi mà cái nhà máy này chỉ một người đứng coi thôi nha các bạn. Nhà máy nhỏ mà nó có vỏ. Ủa anh đặt con cá luôn nè. Có chị. Hôm nay mình đi chợ gạo nè, sẵn dịp mình làm clip luôn để chia sẻ cho các bạn xem. Đây là cái ổ điện để mình khởi động cái nhà máy, khởi động motor. Này nhà máy cấp 1 nha các bạn ơi. Mình phải xuống nguyên một cái cục điện, một cái bình điện riêng luôn mới kéo nổi được cái motor đó nha các bạn. Đây là chủ nhà máy nè. Như là tổng chi phí đầu tư vô cái nhà máy là tầm khoảng 160 triệu. Đó, khởi động nhà máy. Nhà máy bắt đầu chạy nha.
trà gạo luôn các bạn, đầu chuyển lúa lên nha. Hai cái ống này là hai cái ống để mình cái nhà máy mình nó thổi bụi vô này nè các bạn. Đó là nó hút bụi từ trong nhà máy ra, nó thổi vô này cho trong nhà máy nó bớt bụi đó.